Philip Nguyễn, Đặng Văn Lâm và chuyện cầu thủ Việt Kiều lên tuyển Việt Nam. Số lượng cầu thủ Việt Kiều từ nước ngoài trở về thi đấu tại V-League không phải ít. Song, để tìm được những gương mặt thật sự chất lượng, có trình độ và đủ khả năng cống hiến cho đội tuyển quốc gia lại là chuyện không giản đơn. Phải thừa nhận rằng, ngoại trừ Đặng Văn Lâm, Mạc Hồng Quân hay mới đây là Philip Nguyễn, đa số các gương mặt Việt Kiều khác đều không thể hiện được nhiều khi thi đấu tại V-League. Đặng Văn Lâm từng từ Nga về Việt Nam năm 2010 để thử sức tại U19 Việt Nam và Hoàng Anh Gia Lai nhưng không thành công. Đến năm 2015, anh được câu lạc bộ Hải Phòng tạo điều kiện để trở về thi đấu. Kể từ đó, tương lai của Văn Lâm rực sáng, được khoác áo đội tuyển Việt Nam từ năm 2016 đến nay. Tương tự, Philip Nguyễn cũng từng thất bại trong lần đầu thử việc tại Thanh Hóa năm 2016. Sau thời gian nỗ lực thi đấu ở Séc, anh đã trở lại câu lạc bộ Công an Hà Nội.